Quý vị không có biết ở trong phim trường của tụi em về đâu nha. Rồi quý vị thấy Xuân Hòa trẻ vậy đúng không? Nhưng mà Xuân Hòa nói giọng ông già 80 tuổi cực kỳ. Tôi còn hết hồn luôn á. Đó, thấy không, đâu nói có ông già 80 tuổi. Đâu, em thật ra là sinh năm 92 nhưng mà người ta tưởng là sinh năm 29. À, nhưng mà bây giờ em nói giọng ông già đó mọi người á, hết hồn luôn á. Đúng rồi. Anh đang quay sao không nói vậy? Anh đang quay á, có chồng ông già tránh nghe đi. Xin chào, quý vị khán thính giả đang xem video của anh nghệ sĩ ưu tú Kim Tiểu Long. Hay dễ sợ, cái này chắc tôi phải làm tiểu phẩm gì quá. Quý vị ơi, chắc phải phải làm một cái bản mà gọi là ngắn gọn á, xong rồi mình nói rồi tự nhiên kêu làm bà già, sao tôi làm được? Cái số làm ông già, làm giả bà già thử không? Không, tự nhiên kêu giả bà già. Trời ơi, cái này chắc tôi lấy bông nhãn thọ tôi bắt miếng lại quá. Tôi sẽ bắt miếng nó lại, không được rồi. Không? Làm chơi vui mà. Đi theo tôi có hai người, tôi cần phải bắt miếng lại. Làm vui hai mà ơi đâu. Ok, không sao, giỡn cho vui mà. Nha, cả nhà nhé, đừng đứng quở, đừng trách em nha. Cả nhà đừng tội giết em nha. Trời ơi con ơi, hôm nay ba mới biết cái giọng cười của con sẽ nó thái vậy đó. Trời ơi. Ngồi đâu vui vẻ sao.